Chào mừng các bạn đến với bản tin chuyển nhượng ngày 2 tháng 8 trên kênh Biên tập viên Anh Quân News. Thị trường chuyển nhượng vẫn đang diễn ra vô cùng sôi động. Rất nhiều những bom tấn vẫn đang chờ được các đội bóng lớn kích nổ. Bản tin vào lúc 10 giờ 30 mỗi sáng sẽ cung cấp cho các bạn những góc nhìn đa chiều, những diễn biến nóng hổi nhất của phiên chợ hè trong 24 giờ qua. Nào, hãy cùng bắt đầu ngay với phần tin tức đáng chú ý thôi. Tin tức chuyển nhượng đáng chú ý nhất trong buổi tối ngày hôm qua chắc chắn là việc kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Hay nói cách khác, Chelsea đã chán với việc bị cướp hàng và họ quyết định đi nẵng tay trên của một đội bóng khác. Tôi đang nhắc đến trường hợp của hậu vệ Marc Cucurella, người đã được đồn đoán rất nhiều với việc chuyển đến Man City trong những ngày qua, nhưng chỉ trong vài giờ, anh lại ở gần Chelsea hơn bao giờ hết. Những nguồn tin uy tín tại nước Anh như là Chris Hoff, David Ornstein, Fabrizio Romano đồng loạt khẳng định The Blue đang đàm phán với Brighton về việc chiêu mộ Cucurella. Không giống như Man City, Chelsea sẵn sàng đáp ứng yêu cầu trị giá 50 triệu bảng mà phía Brighton đặt ra. Mặc dù vậy, đội bóng thành London đang thường thảo về việc các thêm hậu vệ trẻ Levi Colwin vào như là một phần của thương vụ này để giảm bớt số tiền về chi ra. Hậu vệ trẻ người Anh được định giá ở mức 20 triệu bảng. Bên cạnh việc đàm phán với Brighton, Chelsea cũng đồng thời tiến hành thỏa thuận điều khoản cá nhân với hậu vệ người Tây Ban Nha. Mặc dù anh này từng khẳng định muốn chơi cho huấn luyện viên Pep Guardiola, nhưng nhà báo Fabrizio Romano cho rằng các điều khoản cá nhân không phải là vấn đề, bởi Cucurella ưu tiên rời khỏi Brighton và có thể chấp nhận chuyển đến chơi cho nửa xanh thành London. Với việc Man City khẳng định họ sẽ không chi quá 40 triệu bảng cho hậu vệ trái 24 tuổi và dường như đã chuyển hướng sang các mục tiêu khác, Chelsea gần như đang một mình một ngựa trong thương vụ này. Rút kinh nghiệm từ những thương vụ hụt trước đó, đội bóng huấn luyện viên Thomas Tuchel đang cố gắng đẩy nhanh việc đàm phán để chốt xong Cucurella trong thời gian sớm nhất có thể, thậm chí là ngay trong tuần này. Với Chelsea trong hè này thì tốc độ là yếu tố vô cùng quan trọng. Chẳng cần phải nói đâu xa, thói quen bị cướp hàng của The Blue có thể sẽ tiếp tục tái diễn khi mà một mục tiêu nữa của họ lại đang lọt vào tầm ngắm của một ông lớn khác. Theo nhà báo Ben Jacob, Paris Saint-Germain là đội bóng mới nhất đã nhảy vào cuộc đua giành trung vệ Wesley Fofana của Leicester. Fofana là một trong hai mục tiêu hàng đầu của Chelsea cho vị trí trung vệ, bên cạnh hậu vệ trẻ Josko Vardion của RB Leipzig. Tuy nhiên, cho đến lúc này thì vẫn còn khoảng cách lên tới 20 triệu bảng giữa Chelsea và Leicester trong việc định giá Fofana. Bầy cáo đang hét giá hậu vệ người Pháp lên tới 80-85 triệu bảng. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi sao trẻ 21 tuổi vừa mới đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm với Leicester cách đây không lâu. Cùng với việc đội chủ sân King Power không hề có nhu cầu bán đi hậu vệ số 3 của mình. Dự kiến The Blue sẽ có thêm những cuộc đàm phán mới với Leicester trong tuần này để thảo luận về mức giá dành cho Fofana. Vấn đề với Chelsea đó là họ không còn một mình một ngựa, bởi Paris Saint-Germain đã bắt đầu lăm le nhảy vào. Cũng theo Ben Jacob, đội bóng nhà giàu nước Pháp đã liên hệ với Leicester để hỏi về trường hợp của Wesley Fofana. Dù vậy, cũng giống như Chelsea, Paris Saint-Germain cho rằng cái giá cho hậu vệ này đang là quá cao. Đại diện Ligue 1 định giá Fofana ở mức 55 triệu bảng, con số vẫn còn cách khá xa so với yêu cầu bày cáo. Hiện đội bóng của huấn luyện viên Christopher Gontier đang tìm kiếm một trung vệ mới. Mục tiêu ưu tiên của họ là trung vệ Milan Skriniar đến từ Inter Milan đang rơi vào thế bê tắc. Khi mà kỳ chuyển nhượng càng trôi dần về giai đoạn cuối, khả năng Paris Saint-Germain rút hầu bao chi đậm để chiêu mộ Fofana sẽ càng tăng. Vì vậy Chelsea cần phải nhanh chóng trong việc đàm phán của mình. Tiếp tục là một thông tin liên quan đến Leicester. Bên cạnh Fofana, đội chủ sân King Power đang đối diện với nguy cơ mất đi trụ cột khác là tiền vệ James Maddison. Đội bóng đang quyết tâm có được nhạc trưởng người Anh là Newcastle United. Lời đề nghị đầu tiên trị giá 40 triệu bảng của họ đã bị Leicester từ chối. Theo nhà báo Luke Edwards của tờ Telegraph, vào ngày hôm qua, Trích Tròe đã gửi lời đề nghị thứ hai có trị giá 50 triệu bảng. Mặc dù vậy, con số này vẫn chưa thể làm hài lòng đội bóng chủ quản của Maddison. Leicester được cho là muốn có ít nhất 60 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của ngôi sao 25 tuổi. Tuy nhiên, huấn luyện viên Brendan Rodgers cùng với ban lãnh đạo đội bóng vẫn ưu tiên việc giữ chân số 10 của họ. Theo tờ 90 phút, không chỉ có Newcastle mà cả Tottenham Hotspur cũng đang theo dõi sát sao tình hình của James Maddison. Đội bóng thành London có thể xem xét khả năng hỏi mua ngôi sao người Anh trong giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng. Còn theo tờ The Sun, Leicester đang đề nghị gia hạn hợp đồng với Maddison trước sự dòm ngó của nhiều đội bóng khác. Bản hợp đồng mới này có giá trị lớn và có thể biến cầu thủ Mao số 10 trở thành người nhận đãi ngộ cao nhất tại sân King Power. Manchester United sắp nói lời chia tay với thêm một cái tên ở hàng thủ. Đó là hậu vệ cánh trái Alex Telles. Nhà báo Fabrizio Romano cho hay cầu thủ người Brazil có thể sẽ rời khỏi sân Old Trafford trong những tuần tới. Romano phủ nhận những tin đồn liên quan đến đội bóng cũ của Telles là Porto. Tuy nhiên, nhà báo này cho biết Sevilla là một trong những câu lạc bộ đang muốn có được sự phục vụ của cầu thủ 29 tuổi. Hiện có 2 đến 3 đội bóng đang theo dõi tình hình của Alex Telles. Một bản hợp đồng cho mượn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Rào cản lớn nhất đối với những đội bóng theo đuổi Telles là mức lương quá cao của anh.
Vì vậy, nhiều khả năng Man United sẽ phải chấp nhận chia sẻ một phần lương nếu muốn đẩy đi cầu thủ người Brazil. Với sự xuất hiện của tân binh Taren Malacia, hành lang cánh trái của Quỷ Đỏ đang trở nên chật chội. Vì vậy, Alex Telles là cái tên phải ra đi. Bản thân cầu thủ này cũng muốn tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn trong bối cảnh World Cup 2022 đã cận kề. Tại Chelsea vào lúc này, một trong những cái tên có khả năng ra đi cao nhất là tiền đạo Timo Werner. Điểm đến khả thi dành cho ngôi sao 26 tuổi đó là trở lại Bundesliga để tái ngộ với đội bóng cũ RB Leipzig. Fabrizio Romano xác nhận Leipzig đang tỏ ra rất nghiêm túc trong việc chiêu mộ cựu tiền đạo của mình. Đội chủ sân Red Bull Arena hiện là những người dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Werner. Đối thủ chính của Leipzig là Juventus, nhưng bạn đâm ra thành Turin chỉ coi tiền đạo người Đức như một sự lựa chọn thứ yếu bên cạnh Alvaro Morata. Trong khi đó, Leipzig thì cho thấy sự quyết tâm cao hơn. Newcastle United cũng là một đội bóng dành sự quan tâm cho Werner, nhưng cho đến lúc này thì giữa họ và Chelsea chưa có bất kỳ một liên hệ nào. Chelsea đang tranh thủ cơ hội để dụ Leipzig đổi người, bởi The Blue cũng rất muốn có được hậu vệ Josko Gvardiol hiện đang khoác áo đội bóng này. Mặc dù vậy, đại diện Bundesliga không có định bán trung vệ người Croatia, họ khẳng định chỉ muốn đàm phán về thương vụ chiêu mộ Timo Werner. Theo tờ Sky Sports, Leipzig đang tỏ ra rất tự tin trong việc có được tuyển thủ người Đức. Họ sẵn sàng chấp nhận cả hai phương án mượn cũng như mua đứt. Điều khoản cá nhân không phải là vấn đề, bởi Werner cũng muốn trở về đội bóng cũ để tìm kiếm cơ hội thi đấu nhiều hơn. Thậm chí anh chấp nhận giảm đến 50% mức lương mà mình đang nhận tại Stamford Bridge. Tiền vệ Lucas Torreira từng nhận được rất nhiều sự kỳ vọng tại Arsenal và được tung hô với biệt danh là Kanté trắng. Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng đánh mất vị trí của mình và giờ chỉ còn là một người thừa tại sân Emirates. Mục tiêu của Arsenal đó là thanh lý được tiền vệ người Uruguay trong mùa hè này. Vào ngày hôm qua, những nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt khẳng định Torreira đang ở rất gần với việc gia nhập câu lạc bộ Galatasaray. Đây là điều khá bất ngờ bởi trước đó cầu thủ này được liên hệ với nhiều đội bóng tại Italia và Tây Ban Nha, nhưng cuối cùng thì Galatasaray đã vượt lên trên tất cả để giành lấy lợi thế cho mình. Torreira sẽ chuyển đến đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ theo một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Anh sẽ nhận 3 triệu euro sau thuế một năm tại đội bóng mới. Galatasaray đã đồng ý trả cho Arsenal 6 triệu euro cộng với những khoản phụ phí sau này. Nhà báo uy tín Matteo Moreto xác nhận việc Torreira gia nhập Galatasaray chỉ còn là vấn đề thời gian. Cả Arsenal và cầu thủ người Uruguay đều bật đèn xanh cho thương vụ này. Và cuối cùng hãy đến với những thương vụ đã được hoàn tất trong 24 giờ qua. Câu lạc bộ Nice của Pháp bất ngờ có được chữ ký của tiền vệ Aaron Ramsey theo dạng chuyển nhượng tự do. Sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Juventus cách đây ít ngày, ngôi sao người xứ Wales đã lựa chọn Ligue 1 là điểm đến tiếp theo của mình. Giải vô địch quốc gia Pháp cũng vừa đón chào một cựu ngôi sao khác của xứ sở sương mù, đó là hậu vệ Joe Rondon. Cầu thủ người xứ Wales rời Tottenham để gia nhập Rennes theo một bản hợp đồng cho mượn, trong đó có điều khoản mua đứt trị giá 20 triệu euro. Real Madrid nói lời chia tay với tiền đạo Borja Mayoral, anh sẽ chuyển đến Getafe với giá 10 triệu euro. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chuyển nhượng hàng ngày trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc các bạn có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại trong các bản tin chuyển nhượng kế tiếp. Đừng quên khung giờ 10:30 hàng ngày nhé.